trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Thì có nhiều anh chị đang kinh doanh cà phê, và khi mà mình thưởng thức như thế này nè anh chị, cà phê sao khét quá, gắt quá, nơi cổ họng cảm giác như bị cháy anh chị. Thì trong clip này tôi sẽ nêu ra những cái nguyên nhân để cho anh chị khắc phục cái tình trạng này. Đầu tiên tôi xin nói về cái vấn đề về cái hạt cà phê nha anh chị. Về cái hạt cà phê này á, thì anh chị thì khi mà cái nhà cung cấp cho anh chị, đang cung cấp cho anh chị, thì họ sẽ cung cấp những cái điểm chính sau để cho cà phê bị khét này anh chị. Đầu tiên là anh chị thấy cái về cái màu sắc rang không chị? Mình thể hiện qua hình ảnh bên ngoài luôn nha. Là cái màu sắc của hạt cà phê nó sẽ rang đậm hơn. Hạt cà phê để không bị khét thì phải rang như thế này nè anh chị. Đó là cái mẫu ở giữa này. Cà phê này là không bị khét này. Là màu sắc rang là màu của, là rang kiểu vừa, rang kiểu medium, tức là màu nâu cánh gián. Nó sẽ thể hiện qua màu sắc là màu nâu như thế này. Còn nếu mà anh chị mà rang theo kiểu màu đậm như thế này này, màu đậm bên dĩa này, hoặc là màu đậm hơn, bị cháy khét như dĩa này. Đó, như cái cây viết tôi anh chị nè, dĩa này và dĩa này, thì chắc chắn một điều là khi anh chị chiết xuất ra cà phê pha máy, nó sẽ bị khét, nó sẽ bị gắt nơi cổ họng và cảm giác như là nó bị cháy anh chị. Tại vì khi mà cà phê pha máy, pha bằng máy chuyên dụng thì nó sẽ sử dụng áp suất. Thì khi mà cái nước sôi được đẩy áp suất qua cái lớp bột cà phê mà đã xay mịn rồi, mà bột cà phê mà đã xay cháy như thế này rồi, thì anh chị sẽ làm cho cà phê bị khét thôi. Đó. Thì bây giờ anh chị đó là cái đầu vào của anh chị, tức là cà phê người ta cung cấp cho anh chị không đúng chuẩn thì nó sẽ bị khét. Cái thứ hai là về kỹ thuật pha. Thì về kỹ thuật pha thì tí mình cắt. Thì về kỹ thuật pha thì cà phê bị khét thì khi mà thì như sau. Tôi giả sử nha, nếu mà nhà cung cấp cho anh chị cái cà phê đúng chuẩn rồi, màu sắc rang là màu nâu rồi, mà anh chị vẫn cảm thấy là tôi uống vô vẫn bị khét, thì sẽ cho hai cái nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất là cái độ xay của anh chị chỉnh quá mịn. Anh chị thấy cái mũi tên này không? Đây cái mũi tên này. Anh chị đi lên là cái độ xay của anh chị đang ở cái mức 1.5 này. Đó. Anh chị vặn xuống hay là ai vô tình vặn xuống khoảng tầm 1 chấm này thì nó sẽ xay mịn hơn. Mà xay mịn mà gặp cái nước sôi chảy qua cái lớp bột cà phê xay mịn đó thì nó làm cho cà phê bị khét. Thì tôi xin nói gọn gàng như sau. Anh chị xay mịn thì nó sẽ xay quá mịn thì nó sẽ làm cho cà phê bị khét. Là cái về kỹ thuật. Về cái kỹ thuật thứ hai là anh chị nhấn thế này. Tôi lấy ví dụ luôn, anh chị bỏ bột cà phê vào đây. Anh chị nhấn thế này. Anh chị gồng quá sức, anh chị nhấn quá mạnh. Anh chị đè lên, anh chị đè mạnh quá. Đó. Anh chị đè như vậy. Anh chị đè một cái lực mà khủng khiếp luôn. Đó, anh chị đè như vậy. Thì khi anh chị đè vô, cái nước sôi nó đi qua cái lớp bột cà phê mà đè quá mức rồi nè, nó cũng làm cho cà phê bị khét luôn, làm cho cà phê cháy quá mức và nó sẽ gắt nơi cái cổ họng này. Tuy nhiên tôi chỉ cho anh chị trong cái clip này, tôi chỉ cho anh chị một cái phần quan trọng như sau. Về kỹ thuật pha thì đa số anh chị gặp phải về cà phê bị khét, bị cháy là nằm ở cái độ xay này thôi. Còn về cái lực nhấn này, nó chỉ chiếm khoảng tầm 20% thôi. Chứ 80% về kỹ thuật pha bị khét, bị cháy là nằm ở cái chỗ độ xay thế này. Thì khi mà một nhà cung cấp máy pha cho anh chị đưa xuống cái máy xay cà phê này, thì anh chị phải biết được là cái máy xay của tôi sử dụng đang có độ xay chuẩn là bao nhiêu. Và anh chị phải in, phải nhớ ở trong cái đầu mình như vậy. Để từ đó tôi sẽ chỉnh được cái độ xay tốt nhất cho cái cà phê pha máy của mình. Anh chị lưu ý một điều nè, cái độ xay này nó không bao giờ nó tăng lên. Anh chị đang có độ xay chuẩn là 1.5 đi, thì mình không bao giờ mình tăng lên 1.6, 1.7 được đâu.
mà mình chỉ có đi xuống thôi, mình chỉ giảm xuống thôi. Sau một thời gian sau, cái lưỡi của máy xay nó sẽ mòn đi và anh chị phải chỉnh lại độ xay, nó sẽ giảm xuống còn 1.4, 1.3 đó, mình sẽ giảm dần xuống. Thì trong clip này tôi xin tóm gọn như sau. Thứ nhất là anh bị cà phê của anh chị bị tình trạng bị khép, thì anh chị sẽ coi lại cái cà phê đầu vào của mình, là coi xem là cái màu sắc rang, cái nhiệt độ rang của mình đã đúng chuẩn hay chưa. Thứ hai là coi về cái kỹ thuật pha, bằng cách là coi cái độ xay, cách nhấn. Thì 80% là coi cái độ xay, còn cái cách nhấn thật ra nó không bao giờ mà nó ảnh hưởng nhiều tới cái việc mà cà phê bị cháy, bị khét đâu anh chị. Thì anh chị nào đang mua cà phê pha máy của phía công ty Lion, hoặc là anh chị đang tính mua máy pha cà phê, thì chúng tôi sẽ chỉ cho mình những cái kỹ thuật đó, hoặc là chúng tôi sẽ cung cấp cho mình, tư vấn cho mình cái cách tốt nhất để không bao giờ mà bị cái tình trạng là cà phê bị cháy, bị khét. Và kèm theo đó là cái chiết xuất, cái dòng chảy cà phê nó sẽ pha ra ok hơn, nó sẽ dày hơn, sợi mỏng hơn, và chúng tôi sẽ bảo đảm cái duy trì ổn định cái chất lượng của anh chị trong suốt quá trình mình kinh doanh hợp tác. Thì anh chị nào mà đang có cái sự thắc mắc, cần tư vấn gì đó, muốn giải đáp những cái câu hỏi, anh chị có thể comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ xem và ra những cái clip sau để giải đáp tốt nhất cho mình. Hoặc anh chị có thể gọi vào số tổng đài của phía công ty 1800 9450 để được chúng tôi tư vấn cho mình tốt nhất. Xin cảm ơn các anh chị theo dõi chương trình này.